Qua kiểm tra tàu QN8255 thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hiệp Phát gồm 4 thuyền viên do ông Trần Văn Thái, 58 tuổi, trú tại xã Đồng Quý, huyện Tiền Hải, Thái Bình làm thuyền trưởng, đang chở khoảng 1.200 tấn than. Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng không xuất trình được hồ sơ giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa. Bằng thuyền trưởng không phù hợp với phương tiện đang điều khiển, thiếu 2 chứng chỉ thuyền viên. Theo khai báo của thuyền trưởng Thái, số than nhiệt thấp này đang được tàu QN8255 chở từ thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh về Hải Dương để trả hàng thì bị lực lượng chức năng kiểm tra tạm giữ. Hiện Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1 đã tiến hành lập biên bản, ra quyết định tạm giữ phương tiện hàng hóa và đưa tàu vi phạm về khu vực neo đậu tại Hải Phòng để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ theo quy định của pháp luật.